Chào anh em nha. Đây là ngày 24 tháng 3. Mình vừa mới về một lô ba cây trúc phương quế Đài Loan. Cái này mình thấy chất lượng như này. Cực kỳ già. Wow. Sướng. Đồ năng này gần như nhau hết. Trúc Đài Loan này. Dạ. Trúc thì đang còn lương ương mà đổi màu chưa khô hẳn để làm được tiêu. Cái này thì hiện tại là mình bán phối thôi, sau này khô thì mình sẽ làm thành tiêu và bán. Bây giờ trong lúc chờ đợi thì anh em nào mà tranh thủ mua phối thì mình sẽ bán phối. Kiếm 100.000-200.000. Làm tiêu thì giá sẽ cao hơn rất nhiều. Trúc rất là đặc. Phối này thì mình lại có một cái vết chợ mà. Đây này. Mình cũng không ăn thua. Cái này rất là nặng. Trúc này thì nó không quá dày, cũng không quá mỏng. Nó dày hơn trúc Việt mình một chút á. Chắc tầm trúc Hà Giang ấy. Dày hơn trúc Hà Giang một chút. Rất là da. Cái thở nó đỏ áo lắm á. Mình này nét không còn được. Hai cái này thì gọi là đen sống luôn, cái này thì đỏ tươi, hai cái này thở nó đen sống luôn. Nặng đặc, kính thử một cây xem, 400 gram, 400 gram.